chị đẻ là chị ra cũng bị đực đã lắm, mới đẻ tức thì luôn á. Dạ, đúng là nước nhẹ. Bị đực nữa chứ. Tiền cần bự quá ha. Giờ nó bự cái bộ ra hai cái giờ có thấy cho hai giờ được bự rồi. Mới đẻ mà bự ghê chứ tương lai bự á. Con dao em đẻ hả?